Bây giờ muốn bán được hàng trên TikShop, nhất định các bạn phải biết đăng ký chương trình hỗ trợ vận chuyển extra free ship của TikShop. Bởi vì nếu các bạn không đăng ký chương trình này thì khách hàng sẽ phải thanh toán toàn bộ cái phí vận chuyển của TikShop đề ra là rất là cao, nên họ sẽ rời đi và không mua cái sản phẩm đấy từ bạn nữa. Và cách đăng ký như thế nào bằng điện thoại thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách làm nhé. Đầu tiên các bạn lên trên trang Google của mình, các bạn vào trang seller-vn.tiktok.com là trang chủ của TikShop nhé. Sau đấy thì các bạn bấm cho mình ở phần đăng nhập này. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ ra cái phần liên quan, các bạn điền số điện thoại này. Nếu các bạn không nhớ mật khẩu thì các bạn có thể bấm trực tiếp với chữ đăng nhập bằng mã SMS thì nó sẽ gửi về trên cái điện thoại cho mình nhá. Sau khi đăng nhập vào trang chủ của TikShop rồi, các bạn bấm cho mình ở phần quảng bá là cái phần nó có biểu tượng cái loa này nhá. Các bạn bấm vào đây này. Sau đấy thì các bạn bấm cho mình ở phần là chiến dịch, được chưa ạ? Tiếp theo các bạn thấy ở đây nó có một cái mục, đây là chiến dịch sản phẩm cửa hàng, các bạn bấm cho mình chữ xem chi tiết này nhá. Rồi tiếp theo các bạn bấm sang cái phần là chiến dịch hàng ngày này này. Rồi các bạn thấy ở đây nó có phần là VN shipping fee này, các bạn kéo sang bên phải cho mình nhá. Tiếp theo các bạn bấm cho mình chữ xem chi tiết này này. Đấy. Rồi ở trong này các bạn chỉ cần kéo sang bên trái thì nhá, nó sẽ hiển thị lên những cái phần liên quan đến cái gói mà khi mà các bạn đăng ký này, nó sẽ giảm 25.000 cho những đơn hàng ở trên 45.000, giảm 70.000 cho những đơn hàng nào mà trên 150.000, được chưa nhỉ? Các bạn kéo sang bên này, các bạn thấy đây nó có phần đăng ký thì các bạn bấm vào đăng ký được nhá. Như của mình đây thì mình đã đăng ký rồi nên là nó không sáng hay nữa. Và cái phí dịch vụ là 4,5% và tối đa giới hạn là 30.000, được chưa nhỉ? Cái điều kiện để đăng ký này thì các bạn chỉ cần là tạo TikShop lên này, các bạn đăng sản phẩm và thiết lập ví dụ như là phần liên quan ngân hàng này, liên kết TikTok với TikShop và cái phần cửa hàng lên là được các bạn nhé.